Nhưng mà xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chào đón tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Ngô Khánh Hải. Chị rất là nổi tiếng, lâu lâu thì ở trong đài phát thanh lý của Sài Gòn họ hay những nhạc phẩm của chị hát. Lỗi lần em nghe thì em thích lắm lắm. Và xin quý vị một tràng pháo tay một lần nữa chào đón tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Ngô Khánh Hải. Chị lên đây thì nó chỉ đóng bụng mà. Hôm nay xin chào tất cả quý vị. Thật tình thì tôi không muốn làm hấp thì giờ của quý vị, cho nên tôi nói với Khánh Vân là chị không có hát đâu, tôi cứ vòng vòng đi bên kia, cuối cùng đi với một cô em qua đây thì để cô em hát. Nhưng mà nhất định Khánh Vân lôi lên để không phụ lòng quý vị. Tôi biết quý vị cũng chẳng thích nghe đâu, nhưng mà thôi Khánh Vân lỡ lên đây rồi, cho tôi hát một bài nhé. Xin mời quý vị nghe ngày sau sẽ ra sao. Thank you.
Thưa chị, phải theo lời yêu cầu của vợ Thái.